ghi đối với công cụ này, phẩy này, tài sản này, vật tư này, hàng hóa này thì mình sẽ phải khai riêng theo tên. Được chưa? Lưu ý đối với công cụ thì kể cả công cụ hóa đơn trước và hóa đơn tháng trước cũng là cái công cụ đó, hóa đơn tháng sau cũng là cái công cụ đó, mà mình mua về không phải nhập kho, dùng ngay, thì mỗi một công cụ là mình khai một mã riêng biệt. Được chưa? Ghi như vậy hả chị nào? Được chưa nào? Thứ hai, em ghi chị đối với chi phí trong một công ty. Thì khi nhận một công ty dịch vụ về làm hay là khi mình bất kỳ một cái công ty mới tinh đi, mình cũng sẽ tạo sẵn cho nó các cái mục chi phí, như là ban đầu chị đặt là chi phí mua hàng, cái tắt là CPMH đấy, ship trừ cho quản lý, đúng không? Gắn luôn cái tài khoản chi phí là 6427 vào đấy theo thông tư 200 nhá. Còn nếu như chi phí mua hàng cho các cái bên như là khách sạn thì chọn là 6277 chi tiết của khách sạn, và chi phí của suất ăn thì là 6277 của bên mảng suất ăn. Và như thế thì mình chỉ cần lấy cái tổng số hóa đơn đây, mình nhân với cái tỷ lệ tương ứng ấy của mỗi cái mảng mà mình đang làm là được nhá. Thế đối với thông tư 200 thì em không cần quan tâm đến khoản mục chi phí, nghe chưa? Mà em chỉ cần quan tâm đến cái đối với khách sạn thì em cho vào mã chung của nó là khách sạn. Còn đối với suất ăn công nghiệp thì em bỏ qua cái phần gì? Đối tượng đi. Mà bởi vì đối tượng tập hợp chi phí của suất ăn công nghiệp chính là các cái suất ăn mà mình sẽ tạo ra. Mà như vậy thì có hàng trăm cái món ăn hoặc là hàng vài chục cái suất ăn công nghiệp, thì làm sao mà mình biết được cái chi phí này cho cái đối tượng tập hợp thành phẩm nào. Chính vì thế mà đối với cái mảng suất ăn thì mình sẽ không chọn gì hết, mà tí nữa ở phân hệ giá thành, tất cả các chi phí có đầu như là 627 này là nó sẽ tự động phân bổ theo một trong các tiêu thức. Chỉ ví dụ như nguyên vật liệu, đúng không nào? Hay nhân công, hay chi phí chung, hay doanh thu. Nhưng mà hầu như các cái chi phí mà để chi phí chung để phân bổ cho cái mảng khách sạn ấy thì mình sẽ phân bổ chi phí chung theo doanh thu. Còn đối với suất ăn công nghiệp, vì nó món ăn nó quá nhiều và nguyên vật liệu mình đưa theo định mức, cho nên các chi phí về nhân công, chi phí nhân công trực tiếp ấy và các cái chi phí chung sẽ được phân bổ theo nguyên vật liệu chính. Nghĩa là nguyên vật liệu của món ăn nào cao thì các chi phí liên quan sẽ cũng được cao theo. Ví dụ tiền lương nó bổ vào cao, chi phí chung như là tiền ga, tiền các gia vị mình bổ chung ấy cũng được phân bổ đều theo tỷ lệ nguyên vật liệu. Thì đến cái bài giảng giá thành chắc chắn em sẽ nắm được cái phần này. Nào, như vậy thì tại phần thống kê này em đã hiểu ý nghĩa của việc tại sao chị lại bảo em là đối với khách sạn thì em chọn là công trình là khách sạn hoặc là nhà nghỉ theo em đặt. Còn đối với suất ăn công nghiệp thì em bỏ qua đối tượng tập hợp chi phí chưa? Hiểu chưa? Hiểu là phải hiểu bản chất. Và từ đó khi mà đến một cái hóa đơn khác thì em cứ tương tự thế mà làm, không cần hỏi chị nhiều nữa, mà đến vận dụng một công ty khác em cũng cứ thế mà làm. Hiểu không? Tức là không dạy theo nội dung từng hóa đơn một, mà chị đang dạy cho em theo bản chất của vấn đề. Hiểu không? Khi em nhìn nhận ở vấn đề của nó là em sẽ biết được trong đầu em sẽ định khoản cái này vào đâu. Chị nói tiếp này. Thế tại sao em nói đi. Em đang hỏi gì ạ? Đâu em đâu hỏi đâu, đang nghe chị nói. Đấy, thế tại sao có những cái chị lại bảo em là đưa vào 242, có cái thì chị lại bảo em là cho vào 627 luôn? Thì em chỉ căn cứ vào những tiêu thức này này. Một là xem cái giá trị của cái hóa đơn đấy nó có lớn hay không. Nếu mà nó lớn mà nó lại thi thoảng 6 tháng, 3 tháng mới có một lần thì đưa qua 242. Được chưa? Còn nếu nó bé mà tháng nào cũng phát sinh thì ta sẽ bổ thẳng chi phí vào như cái hóa đơn chị đang làm cho em. Và giống như hôm nọ cái phần công cụ cái buổi trước chị có giảm cho em cái phần mi tăng đấy, đúng không? Chị cũng dạy em là bổ cho từng cái mảng của em theo tỷ lệ phần tăng ngay của cái chỗ phần mi tăng đấy, để khi mình phân bổ đến cái bước mà thứ ba mà chị sẽ dạy em thôi nhá, chút xíu nữa chị dạy em luôn, đó là việc phân bổ và cân đối công cụ dụng cụ cuối mỗi tháng ấy, nghe chưa?
cho nó khớp nhau ấy. Thì khi em phân bổ một cái là tất cả những cái gì ở phân thông tin ghi tăng mà em tách ra cho từng mảng theo tỷ lệ 80-20 hay 10-90 hay 70-30 thì đều ở được phân bổ chuẩn luôn theo mỗi cái tháng mà em phân bổ. Thế xong bây giờ nhá, về phần chi phí là ok em nhá. Bây giờ chị đi tiếp cái phần phân bổ cái công cụ dụng cụ cuối mỗi tháng cái đã, sau đó chị quay ra chị xem cái đấy cho em. Bây giờ em ghi này, sau khi thực hiện hai bước của cái công cụ dụng cụ hôm nọ mình học đấy, nghe chưa, thì cuối tháng đây này em vào cho phân bổ chi phí đây. Thế nhưng mà em vào nghiệp vụ này, nhập số dư ban đầu này, ngay từ cái số dư ban đầu này mình cũng phải kiểm soát lại. Thứ nhất này 242 rồi. Vậy như vậy là mối quan hệ giữa bảng cân đối số phát sinh và cái báo cáo phân bổ đã được thực hiện đúng này. Thế trong kỳ của em, như hôm nọ chị có phân tích cho em là vào chỗ danh sách báo cáo này, đối nào, đánh chữ đối đó chị kiểm tra nào. Tức là mình sẽ kiểm tra lại là hai bước của mình đã khớp hay chưa. Thì mình sẽ vào báo cáo đối chiếu đây. Đây, báo cáo đối chiếu sổ theo dõi công cụ và chi phí đợt trước này làm sao? Khớp rồi, đúng không? Như chị làm vừa phân tích hôm buổi hôm trước là sao? Bên sổ theo dõi này của em bằng trắng tinh, không có gì, đúng không nào? Và bên sổ cái này cũng trắng tinh, nghĩa là mình đã thực hiện hai bước. Hoặc cách thứ hai là mình vào bảng cân đối đây. Để chị muốn nói kỹ phần này để chị nói tiếp một cái bước nữa đấy. Nợ đầu kỳ là ok nhá. Thế phát sinh trong kỳ đây là 118 triệu này. Đó. 959 này. Ừ, 394. Cũng rất đơn giản, em vào phần ghi tăng đây. Đây nhá, chị giải thích này. Lấy cái phần ghi tăng của đối với em thì em phải chọn từ mùng 1 tháng 1 luôn. Hiểu không? Mùng 1 tháng 1 của em là 132 triệu, đúng không? 089, 394 đồng. Thì có phải là trong khi đó cái phần ghi tăng của em trong kỳ là 118 không? 118, bây giờ chị sẽ để kiểm soát được là hai cái này đã khớp với nhau chưa thì chị có thể là cái cách mà em nhìn ở bên phần đối chiếu là nó khớp rồi. Nhưng đây cũng một cách có thể nhìn nhanh vấn đề hơn ấy. Nhìn vấn đề để mình kiểm chứng lại là nó có khớp hay không thì em chỉ cần lấy này 132 này này là tổng đúng không? Trừ đi cái đầu kỳ của nó là OPN này. Nhìn thấy không? Hiểu không? À. Một cái mã mà có cái chữ OPN này chính là cái nhập của số dư của mình. Tức là tổng 132 này nhưng mà trong đó có bắt đầu kỳ là 13.130.000. Có hiểu không? Thì phần ghi tăng của em sẽ bằng tổng 132 mà trừ đi 13.130.000 thì ra được 118.959.394 bằng chính phát sinh nợ của tài khoản 242. Đã hiểu chỗ này chưa? Rồi, sau khi nhá, em ghi tiếp này, sau khi kiểm tra đầu kỳ khớp này, ghi phát sinh nợ của 242 trên cân đối tài khoản hàng tháng hoặc phẩy quý phẩy năm khớp với ghi tăng nha, giá trị ghi tăng trong tháng phẩy quý phẩy năm mở ngoặc thời gian cần kiểm tra. Nói thế em hiểu không? Hả? Thời gian cần kiểm tra thì làm sao? Tiến hành bước thứ mấy? Bước phân bổ cuối kỳ. Tức là mình sẽ phân bổ theo tháng. Đúng không nào? Chỗ này phải hiểu bản chất nha. Để sau này em có làm bất kỳ một công ty nào, em nhận hồ sơ về, em sẽ xử lý được cái phần này đấy. Hiểu chưa? Vào phân bổ chi phí bấm thêm. Ở đây nó sẽ có 3 mục. Là xác định mức chi phí, là nó sẽ thống kê lại các cái thông tin mà mình vừa mới làm ở bên phần mua và ghi tăng và đầu kỳ. Bước 2 này, em nhìn này. Bước 2 thì không, hình như là do cái phần ghi tăng của em nhá, em không lựa luôn, tức là em sẽ không bổ cho các mục ấy. Để chị sẽ bổ tính chính phần này nhá. Cái này em chưa bổ rồi, bởi vì chị nhìn được cái phần phân bổ này. Nghe chưa? Là có nghĩa là cái công cụ của em là của bếp ăn công nghiệp thì nó sẽ cho 100% về vào công nghiệp tất. Em hiểu ý chị không? À, thế thì bây giờ chị sẽ
tư vấn cho em thêm một vấn đề nữa mà trong cái phần kế toán mình rất hay dùng. Chỉ ví dụ này, cái dụng cụ nhà bếp này nhá, không chỉ là em sử dụng cho cái mỗi cái bộ phận xuất ăn công nghiệp đâu, quên bên khách sạn nữa, thì ở đây em chọn thêm cho chị một cái là bộ phận của khách sạn, hai bộ phận, hai nhỏ này, ở bên phần thiết lập này này, cái chỗ này cũng sai luôn nhá. Bếp ăn công nghiệp không bao giờ cho vào 6, 4, 2, 3 được, đúng chưa? Mà cái này phải cho vào, chị nói rồi, 6, 4, 2 chỉ là những cái công cụ dụng cụ đưa vào chi phí quản lý thôi, nghe chưa? Đây em phải chọn là 6, 2, 7, 3, 3 mấy, 3, 1, chị vẫn còn nhớ cái tách của chị cơ mà, nghe chưa? Còn đối với khách sạn, ở đây em chọn cho chị là 6, 2, 7, 3, 2, ghi vào câu này cho chị đi. Và lúc này ví dụ như cái bồn này ta chia cho nó là 70% là cho suất ăn công nghiệp bởi vì nó chế biến nhiều hơn. Còn dùng lại cho cái mảng khách sạn, nếu mà dùng chung nhá, thì em sẽ bổ cho chị theo tỷ lệ như thế này. Em hiểu chưa? Đây là chị đang ví dụ để tổng tỷ lệ nó phải là 100%. Còn mình phải căn cứ vào phần doanh thu ấy, chính là cái phần bài toán doanh thu hôm nọ chị đã cho em các cái phần gì nào, em nhớ không? Hả? Chị đã cho em cái phần để em tách doanh thu ra để em tính cái tỷ lệ phần trăm doanh thu đấy, để mình bổ ngược lại chi phí đấy. Rồi nhớ nhá, nhớ một câu này là đối với quản lý thì sẽ là 642, chị chưa cần nói chi tiết là 642 mấy hết, tùy từng cái trường hợp để mà cho. Còn đối với suất ăn công nghiệp cho luôn vào 6, 2, 7, 3, 1. Đối với khách sạn thì 6, 2, 7, 3, 2. Được chưa? Bởi vì 1 hay 2 là do em tự đặt từ ngay từ đầu buổi đầu tiên rồi. Chỗ này chị cất rồi đã. Chị làm một ví dụ cho em xem. Đó. Chị sẽ sang một ví dụ nữa. Cái này coi như một cái dữ liệu nhát thôi, cho nên là chị sẽ thoải mái sửa ở đây cho em hiểu chắc là được. Ở đây nha, chị chọn hết ăn công nghiệp này, khách sạn này, và quản lý đi, cho luôn cả ba bộ phận luôn. Hai nhỏ thiết là phân bổ ở đây nhá, chị sẽ phân bổ cho em xem này. Ví dụ ăn công nghiệp chỉ để 60%, khách sạn chỉ để 30%, quản lý chỉ để 10%. Tương ứng này, đây 6, 4, 2, 3 đúng rồi, đây 6, 2, 7, 3, 3, 2 đúng không? Tỷ lệ 60 với tổng là 100% là được. Cất. Chỗ này em hiểu không? Dạ. Chẳng qua là chị sửa lại thôi, còn bản thân khi em ghi tăng ở đây này thì em phải chọn luôn, em hiểu không? Còn đây là chị đang sửa lại để chị, mục đích là chị sang một cái bước nữa là phân bổ chi phí thêm. Chị chọn là tháng 1 năm 2019. Đây, bước 1 của em vẫn là xác định mức chi phí, nhưng bước 2 em nhìn này, thấy không? Ví dụ như cái cụm dụng cụ nhà bếp này, thấy không? Khoa học không? Nó đưa tỷ lệ cho mình luôn, tức là mình phân tích chi phí của nó ấy nhá, cho từng mạng 30, 70. Đó. Nào, đến một cái công cụ nữa đi. Đây nhá, suất ăn công nghiệp này 60% này, khách sạn 30% này, quản lý này 10% này, đi rất là chi tiết luôn này, 6, 4, 2, 3 này, tương ứng này. Nào, đến em hiểu chưa? Hả? Thế trong trường hợp này sang phần 3 nhỏ hạch toán nhá. Đối với suất ăn công nghiệp, em sẽ không cần chọn đối tượng tổng chi phí gì hết, không cần chọn công trình gì hết. Cái phần chi phí này khi tính giá thành chị sẽ đẩy vào phân bổ theo doanh thu nhá, hiểu không? Nhưng đến đây chị đang nói về toán công cụ, thì đến em hiểu chưa? Cắt cái đã nhá. Nào, chia tỷ lệ là ok đúng không? Vâng. Rồi, bây giờ tiếp tục này. Đương nhiên chị đang giảm cho em đúng một tháng thôi, thì mối quan hệ của một năm cũng thế. Và bảng cân đối chọn tháng 1. Và cuối năm em phải kiểm tra này, dư nợ của 242 là 117 triệu. Chưa? Hả? 846 này, 542 nhá. Thì em vào báo cáo công cụ ở đây và tính phân bổ tháng 1 năm 19. Và lúc này đây, giá trị còn lại của cái tháng 1 này, nhìn thấy chưa? Ừ. Rồi, phải khớp nhau, không khớp là mình đang làm sai, nghe chưa? Chị cho em hỏi tính cái phần
thế giá trị gia tăng sau này nghĩa là lệch nhau từ đầu kỳ sau mình có làm công cụ được cụ này không? Có, vẫn phải làm. Vẫn phải làm lệch, lệch ít thì làm. Nhưng mà lệch nhiều thì phải xem lại quá khứ họ làm. Nếu mà tờ khai đúng, nghe chưa? Tờ khai thuế đúng. Phải đối với tờ khai thì lại tôn trọng cái tờ khai. Tuy nhiên số dư thì phải tôn trọng cái bản cân đối rồi. Nhưng mà tờ khai thuế nó là cơ bản đúng. Em hiểu không? Nếu tờ khai đúng rồi thì bây giờ mình sẽ phải điều chỉnh một bút toán. Đúng là giống như là chị đang làm trên đấy. Để cho từ sau là VAT của mình cũng sẽ khớp nhá. Tờ khai thuế này cũng rất nhiều bạn làm sai. Bởi vì các bạn không hiểu nên các bạn khấu trừ thuế bị sai ấy. Hiểu không? Khấu trừ thuế bị sai thì dẫn đến là số liệu trên dư nợ của 133 không đúng với chỉ tiêu 43 mà trên tờ khai thuế chuyển sang. Được chưa? Rồi, ok, được phép nhá, làm như thế đi. Chị chào em nhá.